ra của những người tối bắt đầu tới với ai cả. Hãy lắng nghe lương tâm nói. Sám hối, đó là thứ đang cùng con mà đau sâu, cùng con đau sâu bên trong không dám nói. Đó là thứ nhất mình chắc sẽ không mắc vào thuốc lắm hay xanh tắt hoa tâm từ trong làn khói. Sám hối, đó là thứ đang cùng con qua đau sâu, cùng cơn đau sâu bên trong không dám nói. Đó là thứ nhất mình chắc sẽ không mắc vào thuốc lắc hay xanh nắp hạ tận ở trong làn khói. Đã có những sai phạm không từng chạm và có những tội ác không từng làm, vì bản chất dị hơn mức của người phàm mà quá khứ hai thứ được không dám lạc lối. Nơi bình yên, nơi chìm sâu trong niềm đau, sau bao lâu là về căn phòng tối ông được gối ngồi nghe lòng nó không nguyện cầu. Nơi đâu duy trọng ý niệm đầu, nơi đâu còn thấy tí nhiệm màu của những thứ ta chân quý trong tập ý với chân lý. Thời giờ chả ai phí thời giờ đi tìm đâu kìa mấy đồng cắt mãn nguyện trong phút giây rồi ấy nấy lòng hắt vẫn đục quấy trong quá. Lương tâm như lao tù phía sau máy song sắt để lại trong mắt là muôn ngàn câu hỏi. Làm sao gọi sạch nó mình lầm lỗi bước ra khỏi những chuyện tâm tối và đừng tin vào ai cả. Hãy lắng nghe lương tâm nói. Vẫn được khuấy trong vắt. Lương tâm như lao tù phía sau máy song sắt để lại thấy trong mắt là muôn ngàn câu hỏi. Làm sao gọi sạch nó mình lầm lỗi bước ra khỏi những chuyện tâm tối và đừng tin vào ai cả. Hãy lắng nghe lương tâm nói.